Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với PC của Dragon mình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái lỗi của game Watch Dogs 2. Đó là cái lỗi đó là các bạn không thể nào vào được game. Cho dù các bạn đã tải bản game về, sau đó các bạn chép crack các kiểu vào và nó vẫn khi mà các bạn mở game lên ấy, nó cứ đứng ở cái màn hình chờ hoặc là nó crash thẳng ra luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái lỗi đó. Và cái cách này của mình ấy, thì mình nói trước đó là mình chỉ thế nào nhỉ? Mình chỉ có thể hướng dẫn các bạn những bạn nào mà xài card Nvidia có thể giải quyết được lỗi thôi. Chứ còn card AMD hay là cái dòng card khác là không có card thì mình đành chịu chết thôi, không biết làm cách nào cả. Bởi vì thời điểm hiện tại thì mình chỉ có cái card Nvidia để sử dụng, cho nên là mình chỉ có thể test các cái lỗi ở trên cái card Nvidia thôi. Còn những bạn nào mà có card AMD các thứ, nếu mà các bạn muốn mình sửa lỗi bằng cái card card AMD ấy, thì các bạn hãy donate cho mình sẽ có đủ kinh phí để mình mua một cái card AMD về, sau đó thì mình sẽ test lỗi các kiểu giúp các bạn sửa lỗi của rất nhiều game luôn, chứ không gì Watch Dogs 2. Hy vọng các bạn hãy donate cho mình nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những bạn nào xài card Nvidia thì có thể sửa được lỗi của game Watch Dogs 2 như sau. Đầu tiên, các bạn hãy chuột phải vào cái icon của Watch Dogs. Các bạn cài xong rồi nhá, rồi các bạn crack xong rồi ấy. Thì các bạn hãy chuột phải vào icon của Watch Dogs đây. Sau đó các bạn chọn vào phần Property. Ở đây. Đây mình sẽ cắt lại cái chỗ này phát. Đây. Trong cái thanh shortcut này và nhìn vào cái phần target ở đây thì đầu tiên nó sẽ như thế này đúng không ạ? Đầu tiên là cái game sẽ ở ổ game này, tên game này, bin rồi là cái file game watchdog.exe. Thì các bạn hãy trỏ chuột đến cuối cùng của cái tên này luôn. Rồi các bạn ấn space một cái. Được chưa nào? Sau đó các bạn dán cái mã lệnh ra cho mình. Trừ EAC ship gạch launcher. Được chưa nào? Cái mã lệnh như này. Cái mã lệnh này á nó dùng để làm gì nhỉ? Mình các bạn đợi tí nhá. Nó dùng để làm cái việc như sau này. Đâu nhỉ? Watchdog đây, qua đâu ha. Cái mã lệnh đó là để đối phó với cả EC anti cheat ở đây. Đây là cái có thể coi đó là một trình bảo mật của cái game này để đối phó với cả các bản crack ấy mà. Cho nên là rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần thêm cái mã lệnh này vào đằng sau cái phần target này. Nhớ là chỗ này phải có dấu cách nhá. Đây. Giữa cái dấu trừ và cái dấu đơn đấy phải có một dấu cách nhá. Rồi các bạn dán cái mã lệnh đó là như thế này đây. Trừ EAC ship gạch launcher, được chưa nào? Đó. Rồi các bạn ấn apply và ok. À từ từ khoan ok nhá. Sau đó các bạn vào cái phần compatibility ấy. Nếu ở đây các bạn chọn đó là cái gì nhỉ? Ví dụ nếu các bạn chọn nó chạy ở Win 8 hay Win 7 các thứ gì ấy, thì các bạn bỏ chọn nó đi. Bỏ chọn cái chỗ run this program đi, được chưa nào? Sau đó apply rồi ok. Rồi, đó là bước đầu tiên. Bước tiếp theo ấy, những bạn Nvidia dùng card Nvidia làm như sau. Các bạn hãy vào cái ổ C của các bạn, ổ DC nhá. Đây ổ DC của mình đây. Rồi các bạn vào cái phần program file. Được chưa nào? Mở lên. Sau đó các bạn tìm đến cái đó là cái gì nhỉ? À đây. Cái Nvidia Corporation ở đây cho mình. Rồi, sau đó các bạn tìm tiếp tới cái đó là Ancel này. Được chưa nào? Rồi vào tiếp cái tool. Rồi các bạn mở cho mình cái NV Camera Config Corporation.exe lên. Được chưa nào? Mở lên nhá. Các bạn nhớ cái dòng lệnh nhá. Program file này. ODC, Program File, Nvidia Corporation, Ancel, Tool. Và ở đây, các bạn mở cái NV Camera lên. Đây này, được chưa nào? Sau đó thì các bạn nhìn vào cái bảng này nhá. Không động vào bất cứ một cái gì hết. Các bạn nhìn vào cái phần NV Camera Status này thôi. Lúc đầu là nó sẽ Enable như thế này này. Các bạn chọn vào Disable cho mình. Sau đó các bạn ấn Save lại. Được chưa nào? Rồi đó, như vậy là các bạn có thể vào game Watch Dogs 2 vô tư rồi đấy. Mình sẽ vào thử cho các bạn coi luôn nhá. Thoải mái luôn rồi, không vấn đề gì cả, không còn bị đây này. Nhưng mà nào bị lỗi nó sẽ như thế này mãi này, nó cứ ở cái màn hình chờ như thế này mãi thôi, còn không vào được game luôn, rất là khó chịu đúng không? Đây game của mình chạy rồi này. Đó, vào được ngay đúng không? Lúc mới tải game về thì mình cũng bị cái lỗi đó, cho nên là mình đã tìm được cách fix rồi đấy. Yên tâm là cách fix này là khá là ok nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ALT F4 thôi. Và một chút lưu ý nhỏ nhỏ nữa, mình sẽ nhắc các bạn, những bạn xài game crack các kiểu mà của mình chia sẻ thì mình có khuyên với các bạn như sau. Đầu tiên để tránh những phát sinh những cái lỗi vớ vẩn ấy. Thời gian gần đây thì mình cài game mình chả bao giờ bị lỗi, rất ít khi luôn. Chỉ có lâu lắm gần đây mình bị Watch Dogs rồi. Còn những game khác mình cài gần như không bao giờ gặp phải lỗi gì cả. Còn các bạn thì hết lỗi này lỗi kia và các bạn PM mình liên tục, PM suốt ngày.
anh ơi game này lỗi này, anh ơi game kia lỗi kia. Thì mình sẽ nói cho qua các bạn một chút, một vài cái lưu ý nhỏ nhỏ khi các bạn cài game crack là như sau. Đầu tiên, các bạn khi mà các bạn cài game crack hay phần mềm crack hay bất cứ một cái gì nó thuộc loại crack ấy, thì các bạn tắt dùm mình cái phần mềm antivirus, được chưa nào? Avast rồi là BKV, Kaspersky hay cái gì đó, kể cả cái tường lửa các bạn luôn, các bạn phải tắt nó đi. Bởi vì bản thân như thế nhỉ, bản thân các phần mềm crack, bất cứ một cái gì crack luôn, thì bản thân nó đã được coi là một virus rồi. Bởi vì nó không phải là phần mềm, không phải là cái phần mềm bản quyền, cho nên chắc chắn nó là virus. Còn nó có hại hay không thì nó còn tùy. Nhưng mà các cái phần mềm antivirus chắc chắn nó sẽ nhận diện bất cứ một phần mềm crack nào đó là cái virus, cho nên là nó sẽ xóa file các thứ và dẫn đến lỗi game. Nó chặn file rồi xóa file các kiểu á, nó dẫn đến những lỗi game rất là vớ vẩn. Cho nên là đó là cái đầu tiên các bạn cần phải lưu ý, tắt antivirus đi khi mà cài đặt được trên nào. Thứ hai đó là mình khuyên các bạn, đó là các bạn không nên xài Win 10 khi mà các bạn xài những phần mềm crack clear các kiểu, bởi vì Win 10 nó có một cái cơ chế chống crack cực kỳ mạnh được phát triển bởi Microsoft. Cho nên là nếu các bạn chuyên chơi game crack các kiểu ấy, thì các bạn không nên, mình khuyên các bạn nên từ bỏ Win 10, chia tay Win 10 đi. Và mình khuyên các bạn nếu mà các bạn chuyên về game crack ấy, chuyên chơi game crack các kiểu ấy, thì các bạn hãy cài cái Win, đó là Win 7 64 bit, được chưa nào? Phải nhớ đó là 64 bit nhá. Bởi vì thời điểm hiện tại thì rất nhiều game chỉ hỗ trợ trên hệ điều hành 64 bit thôi. Còn 32 bit thì nó không còn hỗ trợ nữa, được chưa nào? Đó là hai cái mà mình muốn các bạn lưu ý khi mà cài đặt game, được chưa nào? Còn có lẽ cái video này thì mình cũng đã hoàn thành rồi, cho nên là mình sẽ kết thúc video thôi. Chúc các bạn crack game thành công và chơi game Watch Dogs 2 vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ subscribe channel cũng như là like video nếu các bạn thấy hữu ích nhé.